Liên minh điện thoại Đài Loan từng được biết đấy là một khu vực mạnh khi họ sở hữu cho mình chức vô địch chung kết thế giới 2012 với đội hình Taipei Assassin. Chưa hết, nhưng đội tuyển Đài Loan có thời gian để đánh bại và luôn biết cách làm khó các team đến từ khu vực Trung Quốc, châu Âu, Bắc Mỹ, đặc biệt là Hàn Quốc, khi họ luôn được xem là khắc tinh của các đội tuyển đến từ xứ sở Kim Chi. Vậy lý do gì đã khiến cho Liên minh điện thoại ở khu vực Đài Loan không còn giữ được vị thế của mình trên bản đồ LOL thế giới nữa? Hãy tìm hiểu của mình trong video này nhé. Let's go! Ngay từ những năm đầu tiên của Liên minh điện thoại, khu vực Đài Loan đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ khi họ đã vô địch chung kết thế giới 2012 với đội tuyển TPA của huyền thoại SRI một thời, BB. Thời điểm đó, Đài Loan vẫn còn chung khu vực với các đội Đông Nam Á như Sài Gòn Joker, Sài Gòn Fantastic Five của Việt Nam, Bangkok Titan của Thái Lan, v.v. để tranh tài tại giải Garena Premier League hay gọi tắt là GPL. Tuy nhiên, với việc quá ao trình ở giải đấu GPL, cộng thêm việc có những thành tích tốt ở các giải quốc tế, vào năm 2015, Đài Loan đã được tách ra làm một khu vực riêng và lấy tên là LMS. Từ khi được tách ra khu vực riêng, Đài Loan đã trở thành một thế lực thực sự khi họ liên tục vượt qua vòng bảng của các giải đấu quốc tế như MSI hay chung kết thế giới. Đặc biệt phải kể đến chung kết thế giới 2015 khi họ có đến hai đại diện tại vòng playoff là AHQ Esports và Flash World. Thời bấy giờ, Đài Loan được mệnh danh là ông trùm BO1, ông hoàng vòng bảng, cả hệ diệt LCK. Tuy là làm mưa làm gió tại vòng bảng, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, cứ vào vòng playoff của các giải quốc tế là các đại diện đến từ khu vực Đài Loan lại gãy cực kỳ nhanh. Và những chuỗi thất bại ở các vòng knockout hay thậm chí là bị loại ở vòng bảng của các giải quốc tế từ giai đoạn chung kết thế giới 2018 đến chung kết thế giới 2019. Đó là một phần nguyên nhân khi Riot thông báo rằng họ sẽ sáp nhập hai khu vực Đài Loan và Đông Nam Á làm một, đánh dấu sự đi xuống của nền liên minh điện thoại từng trên đỉnh thế giới. Bên cạnh những điều kể trên, sự thống trị của Flash World tại giải đấu quốc nội AMS cũng là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của đế chế LOL Đài Loan. Flash World đã vô địch giải LMS 7 lần liên tiếp và 3 năm liên tiếp họ là hạt giống số 1 của khu vực Đài Loan khi đến với chung kết thế giới. Chưa kể, Flash World được xem như là đội hình All Star của khu vực Đài Loan khi những tuyển thủ giỏi nhất đều tập trung hết ở đây như Kasha, Marble hay Squad. Do đó, khoảng cách giữa họ với các đội hạng 2, hạng 3 như AHQ hay Hồng Kông Attitude là rất lớn. Điều này khiến họ không được cọ sát phải thi đấu với các đội mạnh ngang hoặc hơn họ trong giải đấu quốc nội, dẫn đến tình trạng không nhà dạy chợ. Tiếp sau đó, việc các nhân tài của Flash World chuyển sang khu vực Trung Quốc để tìm những bến đỗ mới cho mình là càng khiến cho sức mạnh của Liên minh điện thoại Đài Loan đi xuống hơn nữa. Ngoài lề một chút thì Liên minh điện thoại khu vực Việt Nam và Đài Loan có một mối quan hệ rất tốt và thân thiết với nhau. Khi ngoài việc hay train team với nhau thì khu vực Đài Loan cũng đã có những lời động viên và cảm ơn đến VCS chúng ta khi các đội Việt Nam không thể tham dự MSI và chung kết thế giới 2021 vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy không còn là một khu vực mạnh nữa, Đài Loan vẫn được cộng đồng LOL nhớ đến với những chiến tích như nhà vô địch chung kết thế giới 2012 TPA, ông trùm BO1 và các tên cứng của Hàn Quốc Flash World, hay Fasuluki huyền thoại của Westdor chúc Faker với quân bài Fizz. Nếu có ý kiến gì về video thì hãy comment ngay phía bên dưới cho mình biết nhé. Còn thấy video hay thì đừng quên để lại cho mình một like và một sub nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.